Ôi giời, các bạn đã tội nghiệp chưa? Thương các em chưa? Những cái đứa trẻ mồ côi này các bạn, thực sự mà quá là thương. Bằng cái tuổi này, cõng nhẹ nhẹ thôi, cõng được bao nhiêu thì cõng. Anh Tú ơi. Anh. À, mấy đứa đi làm hết à? Đi làm hết rồi. À vâng vâng. Chào buổi sáng tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì San đang có mặt tại nhà của hai cháu mồ côi ấy các bạn. Hôm kia là San video trước San quay cho mọi người xem á, thì ngày hôm nay San lại tiếp tục đến đây để mà chia sẻ với mọi người một số những cái thông tin mà vừa rồi thì mọi người cũng thắc mắc ấy mọi người. Thì cái điều thứ nhất mà San muốn nói với mọi người rằng là ở bên này là nhà của hai em, và sau khi qua tìm hiểu á thì San có biết được là hình như là hai em thì ban ngày là đi làm cùng anh, nhưng mà ban đêm họ vẫn về nhà của họ đúng không anh? Ban đêm thì chỉ có vào ăn đây ăn cơm. À, ở nhà. Thế là nghĩa là họ ở vẫn nhà của họ. Ừ. Nhưng mà sau khi mà giống như là bây giờ là anh có cái gì làm thì anh gọi họ đi làm. Ừ, còn mình vâng. Không giúp nó đi làm thì nó lại không biết đi làm ấy. Vâng, coi như là đi làm cùng mình thì mình vừa chỉ cho họ những cái cách làm nương đúng không? Đấy. À. Như vậy thì giống như là họ vừa chỉ họ cách làm này, sau này rồi là mình lại cho cơm họ ăn. Ừ. Hàng ngày như vậy, rồi ban đêm thì họ lại về nhà của họ đúng không? À, các bạn ạ, bên này là nhà của hai em mà bố mẹ mất á, đã để lại. Cái nhà này thì chắc là làm cũng khá là lâu một chút rồi. Ở khu vực gần như là xung quanh này, hai cái nhà này thì rất là gần nhau. Thì ngày hôm nay thì San cũng mong muốn là đến đây á để mà thăm hai em và vừa tặng một số những cái món quà của cô chú anh chị. Nhưng mà đến đây thì hai em đi làm thì San cũng mong muốn chia sẻ với mọi người một cái thông tin rằng là vừa rồi thì thấy rằng rất nhiều cô chú anh chị đặt ra cái câu hỏi rằng là vì sao bố mẹ của hai em đấy đi Trung Quốc á, bị người ta đánh chết mà chính quyền địa phương không làm rõ để mà để các em được hưởng những cái lợi hay là được hưởng những cái tài trợ của nhà nước ấy mọi người. Thì xin trả lời với mọi người rằng là bất kể là ở đâu nơi nữa là đi có người đi làm thuê ở bên Trung Quốc á, người ta đi kiểu là trái phép, mọi người đi trái phép, với lại đi ở bên đó thì có thể là gặp những kẻ xấu họ rồi họ đánh mình, rồi họ đánh chết mình chẳng hạn, thì mình rất là khó để mà dù là mình có báo cho chính quyền địa phương, người ta cũng không thể nào giải quyết cho mình được mọi người. Cái điều này thì chắc chắn là những mọi người mà hay biết về xuất khẩu lao động ở bên nước ngoài á, dù là Trung Quốc, Nhật Bản hay là Đài Loan á, cũng sẽ xảy ra rất rất là nhiều. Còn ở đây là đi làm theo kiểu là trái phép mọi người nhé, không phải là có giấy thông hành đàng hoàng đâu. Nên là cái điều mà em nghe nói rằng là bị đánh sau đó là em nghe nói là bố mẹ của hai em là bị đánh sau đó là người ta thả xuống sông đúng không anh? Đây là người ở bên bên Trung Quốc họ thông báo về đúng không? Ấy, họ thông báo thì lúc sau là quá 2 ngày là 3 ngày đấy thì anh em đi đến ở bên đấy. Dạ. Thì lúc trước kia là vì vậy là họ cũng muốn thẳng
xuống sâu, nhưng mà chả biết là như ông trời nó không không vì vậy là mình không có tuổi đi, thì Vâng. ông trời cũng giúp là sau này nó cũng lại lên trên đấy, lên cái chỗ nó thẳng cái đấy. À, nghĩa là tìm được xác chưa anh? Tin được hai vợ chồng hết mà, À, mang về nhà chôn cất hay là không đẩy bên đó thôi. ở chôn cất Trung Quốc? Ừ, Trung Quốc thôi. À, như vậy là chính xác là đã tìm được xác và chôn cất ở bên Trung Quốc rồi. Như vậy đó các bạn ạ, đi Trung Quốc đi làm sau đó là bỏ mạng. Mấy đứa đi làm sao anh? À, Mấy đứa sao đi cái giấy lá của chú sao nhé. à giấy này thôi à? Ừ. Thế là thế bọn em có cái bao gạo này thì chắc là gửi ở đây rồi, anh em mình đi thăm mấy đứa đây mọi người. Hai đứa thì sáng nay họ đi bộ cùng với lại vợ của anh Tùng á. Thì như mọi người biết là hai đứa họ giống như là vừa đi làm thuê để mà kiếm cơm á mọi người, để mà vừa học cách làm luôn, giống tương tự như vậy đó. Còn nhớ anh không? Có nặng không? Đây này đứa em trai này, có nặng không? Nặng á? À? Ồ, mệt nhờ. Ôi giời, các bạn đã tội nghiệp chưa? Thương các em chưa? Những cái đứa trẻ mồ côi này các bạn này, thực sự mà quá là thương. Bằng cái tuổi này, cóng nhẹ nhẹ thôi. Cóng được bao nhiêu thì cóng. Vừa sức thôi nha, người ta bảo Vâng. nó đưa nhiều, đưa nhiều tí lại mệt quá là không muốn làm nữa. Anh trai mấy đứa này cũng làm chăm lắm em, nhiều khi mình thấy nhà họ cũng nếu mà nghe lời á họ chăm lắm. nhưng mà thật kiểu là nó là làm lúc nó chán thì nó lại mới nghỉ. Ừ. Thực ra bằng những cái tuổi này mọi người thì tất cả những cái dưới xuôi thì hầu hết là đi học với lại tuổi tuổi học tuổi chơi thôi á. Vừa là ở dưới xuôi thì người ta sẽ một là đi học rồi, hai là nhiều đứa còn ham chơi game thôi ấy. Không phải là đi làm để mà kiếm sống như này đâu mọi người. Đây rồi bỏ vào cái này này, bỏ vào cái này này. Để mở cho này. Bây giờ phải bỏ về nhà rồi mang đi mang về nhà cắt hết những cái rễ này đi. Mang gọt cái rễ rồi. Bây giờ 1 cân bao nhiêu anh? Lâu quá anh chưa bán được biết bao nhiêu. Ô, bây giờ Bây giảm giờ mình bây mang giờ đi giá rồi. hạ rồi. Nó nghe họ nói là Ôi, còn không đi dép. Cái này phải đi giày, mấy chỗ này phải đi giày mà nhỉ. bây giờ trở về thì Anh chắc trai nhà cho à? Anh À. Tí nữa có một chú mua dép cho rồi nha. Nói không biết nói mấy. Đi từ từ thôi. Cứ đi từ từ thôi. Đi từ từ thôi, con tí là mệt nhanh lắm ấy. Nhưng mà mình cóng xuống thì nó đỡ mệt bằng lên. Rồi. Bộ. Khôn khéo đấy. Không có cúc à? Cái này đút hết cúc. Cúc nào đút hết rồi à? Có mà. À đâu? Ở trên này chỉ có mỗi cái này thôi. Đây này. Có mỗi cái này thôi. Mấy cái này đứt hết rồi. Cái nó cài cái đấy là được. Cài cái dưới này. Ôi rồi. Đây này. Gầy gò xương. À, mọi người ạ, ngày xưa sau khi mà bố mẹ cách đây 1 năm á, bố mẹ vừa mới mất á, cái đứa này là toàn là hầu như là đi lang thang ngoài đường rồi ngủ ở bên ngoài thôi. Rồi là về sau lúc đấy á, cái đứa này là còn bé lắm mọi người. Hầu hết là chủ yếu là ngủ ở bên ngoài đêm, còn ngủ ở ngoài đường á, rồi là gặp ai xin đi làm cùng ai mà người ta thương người ta cho
cho ăn được bữa nào thì được bữa đấy, còn không toàn nghĩ đói thôi. Còn thực sự bây giờ là đi làm cùng với anh Tùng, coi như là mình vừa đi tập làm vừa làm thuê để có thể là kiếm bữa cơm ăn hàng ngày. Còn ban đêm thì họ lại về nhà ngủ nhà của họ. Tí nữa đổ bên dưới này đấy. Cái này phải mang xuống dưới này luôn cơ. Để đấy là không để được đâu. Đang đẩy cống à? Cô có biết nói tiếng phổ thông à? Chị Báo Hải. Nói á, nhưng mà không biết các bạn ạ. Là anh trai này. Anh trai thì anh trai của cái đứa này thì có một chút nói với các bạn là hai đứa, còn có một đứa em gái nữa. Đứa em gái thì đi ở cùng cái nhà khác mọi người ạ. Ở cùng cái nhà dường như là một cái nhà khác để kiếm bữa cơm á. Bởi vì là anh Tùng ở đây thì anh rất là nhiều con, tật là 7 đứa con và hai vợ nữa, nên là nhận hai đứa cho đi làm cùng, coi như là cho hai đứa làm để mà có cơm ăn. Thì nó nếu mà nhiều thì thực sự quá là khó. Tổng cộng cả hai đứa đã là 9 đứa rồi. Con gái chăm chỉ. Hai đứa bé kia còng đến nơi không ai giúp họ mở cái bao tải để mà đổ. Mấy cái đứa nhóc này thực sự mình rất là khâm phục, chăm chỉ. Hồi mình còn nhớ là hồi bé mình hầu hết là đi học thôi, còn những cái công việc như này là rất là khó, mình không hình dung ra được. Đây tí, đây tí. Đây này, chú xem nào. Đây. Sắp ra hết rồi. Ra hết rồi. Đây, 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 từ từ. Đây, chú, từ đây tí chú nhấc. Nhặt vào, nhặt vào. Ui. Nhặt vào. Đấy. Đây, đây để bên này nó không đổ đâu mà. Làm một tí vất, ngồi đây. Ngồi đây như này các bạn. Anh trai thì cũng lớn một chút rồi, nên là anh trai nhận cái gì cũng tử tế hơn một chút. Thì như mọi người đang thấy là mấy cái đứa này mình nói tiếng phổ thông như này họ không hiểu gì đâu. Họ chỉ nhìn họ nói bảo là không biết gì thôi mọi người. Thực sự quá là khổ. Nhiều khi mình nghĩ sau này cái thời buổi này mà không biết nói tiếng phổ thông thì ra ngoài phải sống kiểu gì đấy các bạn. Thời nay thì người ta hầu hết là không có đất để làm ăn thì người ta sẽ đi làm thuê, đi làm công ty. Còn tiếng phổ thông mà không biết nữa thì đi làm công ty kiểu gì đây. Mình nói mấy đứa chỉ cười cười thôi, không biết đâu mà không biết nghe gì ấy. Bên trên chỗ mấy đứa đang làm có một cái lán rất là đẹp, lấp bằng danh hoàn toàn. Đây này, làm trang trại để, chắc là trang trại để mà nuôi gà, nuôi trang trại của mọi người ở đây ạ. Còn đây là nương mà mọi người chú trồng nghệ. Lấy kẹo về phát cho mấy đứa đó. Cho đứa bé nhất này. Rồi cho họ đi, rồi cho ít cô dứ vào để tối còn cho mấy đứa nữa. Xin chưa? Xin chú chưa? Cho mình đưa lớn đi. Ừ, ngon đấy.
anh trai này thì anh trai của đứa Nùng ấy, quên mất chưa hỏi tên, nhưng mà anh cái em này á thì giống như kiểu là cái có một chút cái vấn đề thần kinh mà không hiểu sao. Đây để cho mẹ cầm chứ nữa em mang cho mấy đứa. Ăn đi. Ăn rồi còn làm. Chị cầm cái này. Chị cầm ở đây đi tí nữa cho con. Tí nữa chị hay chị ăn rồi. Con ở nhà cũng phát rồi mà. Còn mấy đứa đi học thì thôi. Mọi người ạ, thì bây giờ cũng buổi trưa rồi thì hai đứa về nhà. Gọi hai đứa về đây với anh. Hôm nay là em thay mặt anh Tuấn Anh ở Hà Nội để gửi tới những cái món quà anh đấy đã gửi cho hai cháu. Hai cháu thì thực ra mọi người ạ, hai em này thì còn một cái đứa em gái nữa ở cùng một cái nhà khác rồi, nhưng mà trong cái thời gian tới thì nếu mà có dịp thì San sẽ đến đây để mà trao đổi với mọi người về em gái của hai em này. Đây, thử xem là cái đôi dép mà em mua. Thực ra thì anh Tuấn Anh ở Hà Nội là gửi cho em là 500.000 mọi người nhé, 500.000. Rồi là em mua cái bao gạo này là 25 cân, là bao này là 25 kg, là tất cả là cái này là 370 cộng với những cái này 20.000 và cái này 80.000 các bạn ạ, nên là hơn 100, tổng cộng là 400 và còn ở đâu nhỉ, đâu cái này 370 đâu, tổng cộng là 470 nhỉ, đúng rồi, còn 30.000 nữa là Sana mua bánh kẹo cho các cháu. 470 này, còn 30.000 là San mua bánh kẹo cho các cháu. Vừa nãy là Sana phát ở ngoài ấy. Đây là cái đôi dép, định mua cái đôi dép này là dép quay để mua cho em này đi chơi thử xem nào, có vừa không. Đây đây, dép tổ ong của mấy đứa này. Đây đây, bỏ đi, cái này là đi chơi hoặc đi làm cũng được cái loại này. Còn em trai này thì mua cái đôi dép này không biết có vừa hay không nữa. Lần đầu tiên mua. Đi đi thử nào. Sò vào, sò vào. Đi cái sò đi. À vừa nhỉ, vẫn đi được. Bé một tí, một chút. Này là anh xem số mấy nào. Đây là số 41. Lần sau mà mua thì số 42 là vừa. Lấy cái này thì vừa đây. À, nhưng mà hơi to một tí, nhưng mà cái này mình dán được. Loại này thì hơi mình dán được. Đây đây. Loại này thì mình dán được hết. Dán bé được hết đúng không? Được được. Đây đây, anh dán cho này. Anh dán được. Đây đây. Vừa. Cái này tí mình mang đi để thùng rác. Thì đây. Đây là cái bao gạo nhé mọi người. Bao gạo này thì bao gạo này thì Sana sẽ gửi cho hai đứa, nhưng mà hai đứa thì anh ở bên nhà của hai đứa có bao giờ nấu cơm không? Không nấu đâu. Không không thì để nhà anh. Ừ. Để anh ăn đây buổi sáng buổi trưa. Vâng. Nghĩa là hầu hết là đi làm cùng anh hết đúng không? Đấy. Vâng. Nhà anh không có trâu bò à? Không có. Không có à? Ngày trước em thấy cái đứa này hay đi chăn trâu là đi chăn trâu cùng ai? Trước kia là của em cá này có hai con thì lúc em cá nó đi chăn. À nghĩa là lúc nào em hiểu rồi, lúc nào nghĩa là lúc nào mà nhà anh không có việc gì làm thì nó đi chăn hộ dưới, đi chăn cho dưới kia, đi giúp em chăn nó ra. Thế cũng được. Đây nên là thế bao gạo này anh nhận của em, và coi như là mình hàng ngày mình nấu cho các em đấy nhé. Đây là những cái món quà của anh Tuấn Anh ở dưới Hà Nội gửi lên để cho các em đấy trong cái thời gian tới, mà nếu mà có những cô chú anh chị nào mà giúp đỡ các em đấy thì em sẽ tiếp tục làm một cái cầu nối để mà giúp các em đấy đỡ phần nào vất khổ hơn. Riêng gia đình anh thì cũng rất là đông con rồi, khá là vất vả rồi, thì em giúp đỡ được cái gì thì em sẽ cố gắng để làm những cái cầu nối để
có thể giúp đỡ các cháu. Như cái đứa này thì không biết được, giả sử như là có cô chú anh chị nào giúp đỡ được cháu đi học tiếng, đi học thì mình thử hỏi xem là nếu mà có mong muốn đi học không nhé. Cháu có muốn đi học không? Có muốn à? Anh hỏi thử tiếng. Có một cần đó nè. Có thích đi học không? Thích không à? Sao không thích đi học? anh hỏi xem sao lại không thích. Chào các chị nhỉ. Cho đi học thì nó không thích, nó không phải. Không, cái này chắc là em đấy á, ngại á. Một phần là ngại, giờ mình lớn tuổi hơn rồi. Nhưng mà nếu mà chắc chắn là cho một mấy đầu thì hơi ngại, nhưng mà nếu mà mình có tiền để cho em đấy đi học thì chắc là em nghĩ là vẫn. Trước kia thì toàn là có anh trai, nhưng mà vừa mới chuyển rồi cùng với em thì chắc khoảng nửa năm. Vâng, nếu mà có cô chú anh chị nào mà mình tài trợ được cái vấn đề mà tiền nong cho em đấy đi học thì em nghĩ là cho đi học vài hôm chắc chắn là quen. Rồi lại thích đi học luôn ấy. Giờ nó đi chưa quen thì Bây giờ đi là vừa là mình ngại bạn bè này, thứ hai nữa là mình giao tiếp với thầy cô giáo á, không giao tiếp được, nên là chắc là khá là ngại về cái vấn đề đó. Thôi anh vác cái bao gạo này về, rồi cái lần sau nếu mà có những cái sự tài trợ thì mình sẽ nghĩ những cái vấn đề học hành cho em đấy sao. Chắc chắn. Và anh cứ vác vào nhà đấy. Và không có gì đâu. Đây là cái món quà của anh Tuấn Anh ở Hà Nội đó. Em cũng thay mặt thôi. Anh bác về cho hai cháu đi. Đây các bạn ạ, thì em cũng thay mặt gia đình cũng như là thay mặt hai cháu. Cháu Nung. Lung bê hả đi chà? Công. Đây là Công. Công đúng không? Công. À. Công là tiếng Mông đâu anh. Thay mặt hai cháu cảm ơn anh Tuấn Anh ở Hà Nội đã giúp đỡ hai cháu. Thứ nhất là có đôi dép để đi cho nó tử tế hơn, và đặc biệt là đi làm ấy mọi người. Đi làm rất là dễ bị những cái cây nhọn á. Gọi là cây nhọn khi nó đinh vào rồi chân ấy mọi người. Nên là có đôi dép để đi trong thời gian tới mà cô chú anh chị thực sự mà yêu mến hai đứa cháu, mà mong muốn là giúp đỡ hai cháu có cái tương lai về sau này, thì San sẽ là một cái cầu nối để giúp đỡ hai cháu trong cái thời gian tiếp theo những cái quãng đường. Thực sự mà trên cái quãng đường mà cũng có rất là nhiều những câu chuyện dài để chúng ta kể về hai đứa em nhỏ này. Thì thực sự mà ngày xưa mọi người, ngày xưa cái đứa này thì cũng hay đi chăn trâu khắp làng để mà cùng với mọi người gọi là chăn trâu thuế. Rồi cái đứa này bố mẹ vừa mất là cứ đi lang thang này, đi lang thang gặm gia đình nào thì xin ở gia đình đó, người ta thương người ta cho được cơm ăn thì ăn ở đó. Và đêm hầu hết là ngủ ở ngoài đường, rồi ngủ lúc đấy săn đằng sau nhà các thứ, trời mưa rất là mưa gió anh nhỉ. Mưa gió nó cũng mày không tìm được thì nó toàn vâng. Lúc đấy là chưa đi làm cùng anh đúng không? Cả trước kia chưa cùng anh, khi nào nó trốn đi anh toàn đi tìm. Vâng, lúc đấy bố mẹ vừa mới mất. Với lại lúc đấy chưa mất kia nó trốn mấy lần, nhưng mà vâng. Giống như anh trai kia nó không thưa mấy, nhưng mà anh cứ rất là thưa thì anh vâng. Em cũng rất là nhưng mà lúc đấy nó bé quá. Bây giờ hiểu chuyện một chút rồi. Thì chắc có lẽ là San cũng tạm dừng video ngắn tại đây thôi. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng với San trong các video clip trong quá trình thiện nguyện của em. Xin cảm ơn mọi người. Xin chúc cô chú, các bác, cô chú, anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an cho cuộc sống. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.